Các bạn ơi, tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với chú Ve tại xóm Tà Bốc, xã Lương Thông, Thông Nông, Cao Bằng. Đấy. Trước tôi đã có hai video nói chuyện trao đổi với chú Ve rồi. Tôi sẽ bây giờ sẽ tiếp tục trao đổi về với chú Ve về câu chuyện của gia đình chú. Đấy. Chú Ve, chúng ta tiếp tục nói chuyện tiếp chú nhỉ. Chú là có 20 đứa con rồi. Đứa cả thì sinh năm 85 nhỉ. Đứa út thì sinh năm 1917. Thế cháu hỏi chú một chuyện gọi là vui vui tế nhị một tí nhá. Vì người Cao Bằng mình nói chuyện với nhau thoải mái mà đúng không? Bây giờ đứa út của mình là mới được 3 tuổi hiện tại đúng không? Đang học đang chưa đi học. Thế chú còn có ý, cô chú còn có ý định là có đẻ thêm nữa không? Đẻ không? Mong muốn đẻ nữa không? Không đẻ đó, đủ rồi. À đủ rồi à? 20 21 nhỉ? 20 chính xác là 20 chú nhỉ? 21. À 21 chính xác là 21 đúng không? À 21 đứa các bạn ạ. Chú bé này là anh bùa rồi, anh không làm được, anh không đẻ được. À buồn lắm á? Ừ. À già rồi không làm được. Già rồi không làm được à? Đi làm rễ không thứ không làm được. À nhưng mình vẫn phong độ mà, chẳng qua là mình cũng nhiều con rồi, nhà đúng không? Mình sức khỏe cũng không phải là yếu lắm đúng không? À, nếu mà muốn đẻ thì vẫn có thể đẻ đẻ được đấy đúng không? Người dân tộc mông mình cũng khỏe mà nhỉ? Không phải khỏe đâu, nhưng mà vợ là cái vợ là sinh năm 75 thì còn ít ít tuổi chú 10 tuổi. Ít hơn chú 10 tuổi. Vâng, nhưng mà khả năng vợ chồng vẫn có thể đẻ được mà đúng không? Vợ chồng 50 tuổi mới có đẻ được. Vâng, đúng rồi, 50 tuổi. 50 tuổi mới có đẻ được, chẳng qua là mình nhiều con rồi, 21 đứa con rồi đúng không? Anh già. Vâng. Nhưng mà muốn đẻ vẫn đẻ được nhỉ? Năm mấy tuổi mà. Nhưng mà lúc mà đẻ cháu bé này được 3 tuổi, bây giờ chú 54 tuổi, lúc đấy chú 51 tuổi vớ, đúng không? 51 tuổi thì chú vẫn đẻ được và cô vẫn đẻ được. 54 lâu rồi. Dạ. Già rồi. Vâng. Nhưng mà vẫn cố gắng được đúng không? 50 tuổi rồi mà để con. Nói vui với nhau đúng không? Vâng, chưa đến 60 đâu, bây giờ 54 nếu mà đẻ thì vẫn cố gắng đẻ được đúng không? À, chẳng qua là đông rồi, thế thì mình dừng là được rồi đúng không? Thế là nói chuyện vui với nhau thế này mà. Đấy. 60 tuổi không để con được. Vâng, nhưng mà chưa đến 60 đâu. Đúng không? 54 tuổi mà. Nói vui với nhau thôi mà đúng không? Câu chuyện vui của mình tâm sự với nhau vui vui mà. Đấy. Các bạn ạ, chú Ve có chính xác là 21 đứa con. Đứa cả sinh năm 1985, út là sinh 2017. Chú sinh năm 1964. Đứa con út của chú sinh năm 1917. Bây giờ chú hiện tại chú là 54 tuổi. Đấy, tôi vừa hỏi chú một câu chuyện vui vui đây. Đấy, một câu hỏi xã giao hàng ngày. Gọi là chú còn tiếp tục muốn đẻ nữa không? Đấy, thì chú nói vui bảo chú nhiều tuổi rồi không đẻ rồi. Nếu mà cố gắng thì vẫn được. Nhưng mà bây giờ thì vâng, mày không đẻ nữa đâu. Nè. Đấy. Thì để bằng này xong mình chăm sóc tốt là được rồi chú nhỉ. Cả con cái học hành xong rồi biết làm ăn là được rồi. À cháu hỏi một chút, thế các con của mình học hết đi học đầy đủ không chú? Ví dụ học hết đi học lớp 9 không, hai không có ai đâu. Không ai học hết 12 đâu. Hết lớp 9 rồi còn học bao nhiêu con, hai một con gái, ba bốn con trai, học hết lớp 9. À tức là trong các anh các chị cả ấy thì anh chị nhiều tuổi hơn ấy thì có 3 đứa con gái đi học hết lớp 9. Một đứa con trai là học hết lớp 9. Còn lại là học cấp 1 hết ạ. Cấp 1. Không có ai không đi học được đi học đâu là. Có hai đi học. Chưa bây giờ cái lớn thì đi học hết lớp 9. Vâng. Thế không có ai không phải được đi học đâu là, tức là đều đi học hết, học cấp 1. Đi học hết. Bây giờ còn em bé kia 3 tuổi là chưa đi thôi đúng không? Còn bé út nhất là 3 tuổi chưa đi thôi. Sau này vẫn cho đi học hết đúng không? Có một người này bé chưa đi. Chưa đi được. Vâng, bé quá chưa đi được. Nhưng mà sau này mình cũng cho các con đi học hết đầy đủ hết chứ? Cho đi học. Ít nhất là phải hết cấp 1, cấp 2, cấp 2 nhỉ? Học cấp 1 hết đi lớp 5 rồi, đi lớp 6, lớp cấp 2 thôi. Vâng. Đi hết lớp 9 rồi, đi thì không có tiền đi cấp các trường. Học chuyên nghiệp hoặc là học cấp 3. Cấp 3 là chưa học đi được. Vâng. Tiền đi. Dạ. Thế cháu hỏi là bây giờ đi học từ đây đến đi học là học ở đâu? Ở Lương Thông á? Lương Thông ấy. Lương Thông. Cấp 2 là Lương Thông ấy. Từ đây cách bao nhiêu xa? Cách nhà mình? Từ đi là 2 tiếng đồng hồ đấy. Đi hàng 2 tiếng đồng hồ, bước bộ ấy. Bước bộ đi học ấy.
Thế các cháu là đi học là phải ở đấy hết vơ? Ở giữa, nhưng mà ở vào nhà không được đâu. À, các vị ở phòng ký túc được. À, ở ký túc ở trọ ở đấy ấy. Trọ hoài chế độ của nhà nước hay sao, mình đi học xa quá nhà nước cho ở trọ nuôi nuôi ăn ở phải không? À, các bạn ơi, con đường từ nhà, nói chung là từ chỗ đi xe được và vào đến nhà chú Ve ấy phải đi bước bộ 3 cây số, đi qua 2 quả núi, 3 cánh đồng, đi theo một con đường mòn như kiểu là trâu bò đi ấy, đi rất là khó, leo dốc rất là cao, rất là mệt các bạn nhé. Tôi ướt hết quần áo, không phải đùa mà ướt thấm mồ hôi, ướt hết cả áo cả quần luôn đấy các bạn ạ. Đấy, mới tìm đến nhà chú Ve nói chuyện tâm sự rất là vui. À, chú Ve thế còn cái gì cháu muốn hỏi chú nữa nhà, cháu gặp chú gấp quá nên chưa tìm hiểu hết. Các con này đi học đi làm đầy đủ rồi, xong còn một số cháu bé thôi. Đấy, thế thì vợ mình, vợ cả nhà ở xa không chú? Ở giữa đường xe ở đây, đường xe cái nhà xà bé cảnh đấy. À, cũng gần đấy phải không? À, chỗ để xe ấy, chỗ để xe máy ngoài kia đấy. À, là ở nhà ở đấy, xà cú đấy. Nhà sàn cũ. Nhà sàn cũ ở dưới đấy. À, thế còn vợ cả, vợ hai của mình là nhà ở đâu ạ? Vợ hai. Dạ. Vợ này nhà ở đâu ạ? Nhà cô bên này. Ở cách đây sao? Nhà bố mẹ. Vâng, nhà bố mẹ ơi. Ngoài ra. Vâng. Nhà ngoài là làm sống Long Khiên. Long Khiên là ở làng nào vậy? Ở trên Long Khiên đấy. À, nhưng mà cách cháu, ý của cháu hỏi là cách xa không? Bao nhiêu cây số bà này nói như thế này thôi. Hả? Cách khoảng bao nhiêu cây số à? Đi từ nhà chú này đi phải 2 tiếng thôi. Alo, đi bộ 2 tiếng đấy. 2 tiếng. Ồ. Nhà ông ngoại ấy. À, thế lúc lấy vợ cả rồi nhá. Xong à, để con gái không muốn lấy vợ hai thì mình lại đi tìm hiểu hay là nào ai giới thiệu cho lấy vợ hai? Không, anh là tự nhiên thôi. À. Tự nhiên gặp nhau hay là đi tìm nhau. À, gặp nhau thôi. Đi chợ tìm gặp nhau. À, đi chợ gặp nhau xong tìm hiểu nhau đúng không? Chợ này cùng chợ Long Thông này ơi. Chợ Long Thông ấy, chợ ngay ủy ban xã Long Thông ấy. À, là thế, cùng nhau đi chợ gặp nhau thôi. Gặp nhau lấy. Là thế. Thú vị nhỉ, đẹp trai đúng không? Đấy, quay vợ thứ hai của chú Ve một chút nha các bạn ơi. Và chú Ve rất là vui tính này. À, các con, các cháu quây quần ở bên gia đình này rất là đông vui này. Đó, đây đang mua quả mắc mật. Đây chính là cô này, vợ thứ hai của chú Ve đang thu hái mắc mật. Tôi đến một lúc rồi thì cô mới đến. Thấy chú Ve đẹp trai xong mình quyết định lấy luôn phải không cô? Ôi đúng rồi, chú Ve đẹp trai phong độ mà nhỉ. Xong mình lề để con trai cho chú có sức khỏe, xong cùng nhau làm ruộng. Không đẹp trai không lấy phải không? Ồ, cô rất là vui tính các bạn ạ. Cô ơi, cô tên là gì hả cô? Cô tên là gì hả? Hà Thị Dậu ạ. Hà Thị Xeo á? Hà Thị Dậu. Hà Thị Dậu á? Hà Thị Dậu. À, Thà á? Thà Thị Dậu. À, cô vui tính quá. Không biết tính toán. Không biết tính toán á? Không sao, biết nói chuyện thế này là vui rồi. Không học chữ đâu, không biết chữ đâu, không biết tí nào đâu. À, không biết chữ đâu. Cô cũng là người dân tộc Mông của mình á? À? À, cái này mai lấy đi chợ bán á cô? Mai đi chợ Thông Nông hay là chợ Lương Thông à? Chợ Lương Thông. Có đi chợ Thông Nông bao giờ không? Xa quá nhỉ? Đi Thông Nông không đi được. Xa quá à? Không đi được, đi xe không đi được. À, ô, thế cháu tiện thể cháu hỏi một chút. Nhà mình ở xa thế này, xe máy không vào đến tận nhà, cách hàng 3 cây thì mình có mua xe máy không? Có để ở ngoài không? Chưa mua được. Mua xe máy gì cả đâu đúng không? Không có. À, không có xe máy đâu đúng không? À, bước bộ thôi. Ừ. Các con đi học, các con còn bé đi học là ở bán chú, ở nội chú hết rồi. Còn người lớn mình thì bước bộ đi lại được nhỉ? Mình thu ngô hết chưa chú? Chú Ve? Vâng. Thu hết rồi. Hết rồi à? Vừa rồi cháu lên trên, mới lên đây. Lên là đi tìm cái ngô. À, ừ, tí cháu lên, tí cháu review cái nhà của chú. Cái gì nhỉ? Vừa rồi cháu lên nhá, trên đường tự để xe máy xong lên đây, thấy bà con người dân tộc mình, Mông mình đeo cái gùi, một đoàn 5-6 người, đi đẹp lắm, đi thu ngô, có một cái cánh đồng nào bên kia còn ngô hay sao ấy. Đấy, ở bên nhà ngoài cả vợ cả của chú hay sao ấy, ở lấy quanh đấy lên lấy ngô hay sao ấy. Lấy ngô đấy. Vâng, đấy. Chiều nay có khi cháu đi cùng các cô đấy lấy một chuyến quay phim xem nào. Để các cô đấy gùi trên lưng đi một đoàn 7-8 người đi xuống dốc này ấy. Vui lắm hình ảnh ra đấy. Dạ. Nó. Còn có ngô không? Không có rồi. Hay thu vào ở nhà. Thu hết rồi à? Thu hết rồi. Ơ nhà sáng nay cháu lại thấy nhỉ.
vẫn còn nhỉ, vẫn còn nhỉ. Ở này có người dưới này. Ừ. Người dưới này thu ở chân vào đấy. À, nhưng mà họ đông người không? Đúng chứ. Đông, nhưng mà họ gánh trên gùi trên lưng không? Ờ. Ôi. Lấy bao. Ờ, lấy bao á, lấy cái bao, một bao một bao đấy. Cần lấy cái quần lấy chứ. Nhưng phải lấy cái gùi cái này đi lấy chứ. Có một phần gùi đấy. Ờ, lấy cái này đi lấy đông đông mới vui. À. Thế nhà chú để thu hết rồi phải không? Ở nhà chú hết rồi. Nhà dưới này. Nhà dưới này ngàn sắm quần lấy chưa tự chứ. Ừ. Thế. Ăn sáng hết rồi mình làm lại. Vâng. Thế là mình chỉ đi đâu để bước bộ thôi, không có phương tiện xe đạp, xe máy gì cả luôn. Không, vì có, bước bộ sẽ có cũng không sang được nhỉ, không đi được. Cái nhà riêng này cũng không có đường xe đi được. Đúng rồi, không có xe đi bước bộ mà. Xuống mà đi được làm gì. Đúng rồi, đường này bước bộ còn khó nhỉ. Thế bây giờ cái cuộc sống của mình thấy vất vả không? Có con cái các thứ đòi tiền nong hoặc là việc này việc kia nhiều không? Hay là cuộc sống bình thường? Cũng đòi hỏi á? Không thiếu cái gì, thiếu cái gì ở đây. Đi cái gì cũng khó, làm ăn cũng khó. Nếu mà đi đâu thì không có tiền đi, không có đi di chuyển về. Không có tiền đi di chuyển không được. Nhưng mà mua ở bước bộ thế này, con đường vào khó này, mua đồ gì đưa vào cũng khó nhỉ? Đồ gì nặng để khiêng nhận vào cũng khó. Mua chở đồ, chở thuê người cũng vác, thế là cũng mất tiền. Ừ. Ê các cháu ơi, ở đây đã. Bé ơi. Đây. Thế à, bây giờ nói chung là mình chi tiêu hàng ngày đầy đủ không? Cuộc sống hàng ngày ăn uống các thứ đầy đủ không? Mình cảm giác ấy, nuôi các con, các cháu các thứ này được không? Mình có thấy vất vả không? Cũng được không? Khó, ăn khó đấy. À thế làm ăn khó. À. Rồi cảm ơn chú. Vâng. À, các bạn ơi, tôi lại vừa tiếp tục trò chuyện, chia sẻ câu chuyện của nhà chú Ve đến với các bạn trong tập 3. Đây là tập 3 của video các bạn nhé. Vì video khá là dài rồi, tôi sẽ ngắt video ở đây. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình. Sau đó bấm vào cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.